dành cho tất cả mọi thành viên trong gia đình, nơi mà bí mật của gia đình sẽ được bật mí và các bé sẽ nói lên suy nghĩ của mình về ba mẹ. Vậy thì chúng ta hãy cùng đến với chương trình hôm nay để tìm hiểu những điều thú vị ấy trong Con Biết Tuốt. Xin chào tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Con Biết Tuốt và xin chào hai gia đình. Chúng ta sẽ làm quen với gia đình đầu tiên quý vị nha. Đó là gia đình của bé Trần Nguyên Gia Khánh và bé Trần Nguyên Anh Khôi. Gia Khánh, con năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ thưa chú, năm nay con 11 tuổi. 11 tuổi, ở nhà con có tên gì đặc biệt không? Dạ tên Kayla. Kayla, à cái tên này có ý nghĩa như thế nào con? Dạ là ba con nói là có ý nghĩa là một loài hoa. Một loài hoa. À chú cũng không biết cái hoa này nữa. Nhưng mà thôi cứ nhìn con là tưởng tượng ra cái bông hoa đó đi. Anh Khôi, con tên ở nhà tên gì nè? Dạ con tên King. King, là ông vua đó hả? Dạ. À, rồi con có thấy mình giống ông vua trong nhà không? Dạ thấy. Trong nhà con được ba mẹ chiều con không? Dạ có chút à. Chút thôi hả? Dạ. Con gái lớn phụ mẹ được gì rồi kể chú nghe. Dạ con biết nấu cơm, biết giặt đồ, biết rửa chén, biết quét nhà, biết lau nhà. Trời ơi giỏi quá vậy, biết hết luôn vậy đó hả? À, chúng ta sẽ làm quen với ba mẹ của hai bé. Đó là anh Trần Bảo Chí và chị Nguyễn Thục Đoan. Anh chị có thể giới thiệu một chút xíu về gia đình mình cũng như là công việc hiện tại của mình. Hiện nay mình đang phụ trách kinh doanh ở cái mảng máy thiết bị xây dựng. Dạ. Yeah. Rồi thế còn với Thục Đoan thì sao ạ? Mình hiện là nội trợ. À. Rồi hai vợ chồng hiền quá. Hai vợ chồng thủ thỉ, thủ thì, thầm thì nghe không có rõ luôn đó. Rồi ở nhà rồi mình khi mình mấy bé quậy quá rồi mình la mấy bé đó, mình cũng có la bằng cái tông giọng như vậy không? Dạ tông cao hơn. À, đó thôi giờ mình dùng cái tông cao để mình nói chuyện cho ta khán giả anh ta nghe dễ dễ hơn chút được không? Dạ. Và chúng ta sẽ ghé thăm nhà của hai bé Gia Khánh cùng với anh Khôi. Chết rồi. Chào chương trình Con Biết Tuốt. Chương trình đang có mặt ở phòng khách của gia đình con. Con xin giới thiệu, đây là nơi gia đình con vào bữa tối hay ngồi chung với nhau để coi tivi và hát karaoke. Con với ba con với mẹ con là người hát hay, còn em con hát không nghe được chữ nào hết. Nhưng con hát có lần hát được 100 điểm. Mấy chị là chỉ hát được năm mấy điểm thôi. Ai nói kim hát của con 40 điểm à? Chương trình ơi, vô đây con nói nhỏ này nghe nè. Yeah. Giờ con kể cho chương trình nghe nè. Em con rất là sợ ma, nên là mỗi lần á mà ba mẹ đi vắng á là con hay hù em con, để cho em con sợ, cho con ngồi con cười em con. Cứ và em con rất là nhiều chuyện. Nhiều chuyện đôi khi con còn không biết em con là đàn ông hay là đàn bà nữa. Mỗi lần á mà con đi con nói chuyện này cho mẹ nghe mà là chuyện bí mật á, em con được kể hết ra. Mà lúc đó con chưa nói chuyện gì cho em con biết hết. Giống như là em con á là đã rình trước là con nói chuyện này với ai gọi nè, em con về em con kể cho mẹ biết. Dạ chị hai con là người á rất ích kỷ, chơi đồ chơi không cho chơi chung, với lại còn rất là ăn rất nhiều nữa. Giống như chị là ăn 5 cục mà chị, mà trong khi đó mẹ hỏi ăn bao nhiêu cục mà chị nữa đâu biết đâu, mới ăn có 1 cục à. Em con là tật sợ ma và nhiều chuyện ra thì em con còn có cái tật là rất là ngây thơ. Ngoài ra em con còn ganh ghét với một thành viên trong gia đình, đó chính là con xin đánh cục của con. Chị là không thương yêu gì con hết á, chị là chỉ thương con cuộc chiến cục này thôi. Thế lại á, có lần hỏi chị thương yêu ai nhất, chị nói là vẫn thương yêu con này nhất. Cái lúc mà con hỏi một câu, chị có một chiếc xe tải bự chở bá lửa cán con người, con là người chiến cục. Chị quan tâm cho ai nhất, chị nói chị quan tâm cho chiến cục nhất. Mỗi lần á mà
con chơi á mà thấy con á yêu thương chim cục, chia sẻ cho con chim cục là bắt đầu á là gan máu rồi cứ giận dữ lên muốn bùng cháy. Nhưng mà khi mà con đi vắng á thì mọi trả thù đó của em con đã được trút giận vào con chim cục đó. Đây là con cá sấu mà em con yêu quý, con sẽ trả thù nó. Hai đứa con, mỗi đứa đều có một con thú bông làm thú cưng của mình. Bớt chơi với hai con thú bông đó đi. Hai chị em chơi nhau nhiều hơn được không? Dạ được. Rồi, cảm ơn các con. Chúng ta làm quen với gia đình tiếp theo. Gia đình của Nguyễn Quang Nhật Minh và Nguyễn Quang Minh Trí. Bé nào là Nhật Minh, bé nào là Minh Trí? À, thưa chú Đại Nghĩa, con tên là Nhật Minh. Là con là anh đúng không? Dạ. Ở nhà con tên gì nè? Ở nhà con tên là Bin. Bin. Còn Minh Trí, ở nhà con tên là gì? Ở nhà con tên là Be. Hả? Tên Be hả? Mà nhìn con đâu có be lắm đâu. Giới thiệu với quý vị, ba mẹ của hai bé Minh và Trí đó là anh Nguyễn Quang Nhân và chị Phan Thị Kim Thanh. Hai anh chị giới thiệu về mình đi ạ. Mình là Quang Nhân và xã mình là Kim Thanh. Hiện hai vợ chồng mình ở nhà và kinh doanh tại nhà shop thời trang. À, hai bé nhà mình hình như hơi hiền phải không ạ? Quậy lắm anh ơi. Quậy lắm hả? Hay là vô đây rồi thấy mọi người đông đông rồi cái mắc cỡ rồi không có dám thể hiện mình? Quậy lắm, giặt luôn á, làm giặt luôn á. À, làm giặt luôn ha. Hai anh chàng này nhìn cái mặt rất là thư sinh mà ba mẹ nói là rất quậy, làm giặt ở nhà luôn kìa. Vậy thì chúng ta sẽ ghé thăm nhà của hai cậu bé này xem hai cậu bé này làm giặt như thế nào nha. Xin chào chương trình Con Bích Tuốt. Con tên là Nguyễn Quang Nhật Minh, năm nay con 11 tuổi, còn đây là em con. Con tên là Nguyễn Quang Minh Trí, năm nay con 7 tuổi. Xin chào chương trình đến vườn nhà con. Đây là khu vườn của con cho do mẹ chăm sóc để cung cấp rau sạch cho nhà mình. Đây là cây ổi, trái của nó rất là ngon và chính do mẹ con trồng. Đây là cây nha đam. À, cũng chính do mẹ con trồng, cây này được dùng để làm chè nên ăn cũng rất là ngon và ngọt nữa. Một cái lá hoặc là một cái cành nó bị đứt thôi, mẹ cũng rất buồn. Bởi vì đó là mọi công sức mẹ đã làm ra. À, mẹ, hồi xưa mẹ con học giỏi nhất trường. Mẹ học giỏi nhất trường là để cho những người bắt nạt mẹ thấy xem sức lực của mình giỏi thế nào. Và con rất yêu quý mẹ, con rất tôn trọng mẹ bởi vì mẹ rất là giỏi vào mọi việc. Có một bữa tối là ba con chuẩn bị gói để ba đi ngủ. Ba thấy mình khát nước nên nhờ con đi bóp một bình nước bỏ vô để cho cả nhà uống nước. Nhưng mà lúc đó con nói với ba là ba ơi ba, còn sớm mà, lát hồi mình mới ngủ nữa mà sao ba không lấy nước đi, nó dễ mà ba. Ba con nói là chuyện dễ như đang giỡn, đàn ông con trai kiểu gì mà không biết nó vót nước. Con thấy mất mặt quá nên cuối cùng cũng phải đi. Nghe câu đó rất là khó chịu và xấu hổ. Không, đừng nói xấu hổ, giận hờn. Rất là tức giận. Em sợ không? Biết vậy không? Không kêu mẹ không trồng cây bông này cho ông khỏi buông nhà mình. Làm nhá. Nó không cho bê kẹo. Ok. Nó mày. Ta bị học võ mà nó mà chích bè pin là cắn lại nó đứt đứt luôn. Người ta không có cái sân vườn đẹp vậy đâu, quay cảnh mà có con ong là hiếm lắm á. Không tin. Bị ong chích chưa? Thấy thương quá à. Thấy con ong mà con sợ con muốn khóc luôn vậy đó hả bé? Hả? Con biết con ong nó có cái gì không? Cái kim ở ngay đít. Đúng rồi, con kim, có cây kim nó chích mình rất là đau ha. Nhưng mà có anh con kế bên con mà không có sợ nha. À, cảm ơn tất cả các con. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng thi đầu tiên của chương trình Con Biết Tuốt.
Ở vòng thi đầu tiên, các con sẽ được quyền bấm nút chọn ba hoặc là mẹ trả lời câu hỏi mà chương trình đưa ra. Đầu tiên sẽ là gia đình của Kayla và King. Gia Khánh, anh Khôi, các con hãy xem nha. Chủ đề dành cho mình đó là chủ đề làm đẹp. Chúng ta hãy nghe các bé nói về chủ đề này. Mẹ con rất xinh đẹp. Có điều mẹ con bận hơn người khác và mẹ con không thích trang điểm. Con cũng không biết mẹ con giống ai nữa. Trong khi là bà ngoại của con cũng thích trang điểm nè. Con cũng thích trang điểm. Ông ngoại cũng thích nước hoa. Đặc biệt là ba con rất là đều. Có lần con với mẹ con, với em con, với ba con đang làm xem tivi. Ba bật dậy, chạy vô nhà vệ sinh, tưởng làm gì. Thì ba lấy keo, ba vuốt tóc, ba đeo đồng hồ vô. Ba con trang điểm lồng lộng như hot boy kìa. Con tưởng ba con đi đâu, ai nhà ba con nằm xuống xem tivi tiếp. Con hỏi ba con là sao tự nhiên ba đều vậy. Ba nói là mình phải đẹp trong mọi hoàn cảnh chứ. Nghĩ ba làm vậy đó là vì ba muốn quyến rũ mẹ của nhan sắc của ba. Ba muốn quyến rũ mẹ bằng nhan sắc của bà. Ba có tự tin về nhan sắc của mình không vậy? Quá tự tin. Phải đẹp trong mọi hoàn cảnh đúng không? Dạ. À, bây giờ con sẽ chọn ai đây, ba hay mẹ? Dạ, chắc con chọn mẹ. Bấm nút chọn mẹ. Câu hỏi chủ đề làm đẹp. Chất gì có công dụng giữ cho mỹ phẩm lâu phai khi trang điểm? A. Chất sắt. B. Chất béo. C. Chất đạm. D. Chất chì. 10 giây bắt đầu. Em xin chọn là chất chì ạ. Chất chì. Chất chì là đáp án chính xác. Chúc mừng. Trên thực tế, hầu hết các loại mỹ phẩm hiện nay vẫn chứa rất nhiều thành phần chì để tạo độ bám dính và độ mịn cho da. Tác hại của chì trong mỹ phẩm về lâu dài sẽ thẩm thấu qua da, gây dị ứng cho làn da và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Nhà mình ghi được 10 điểm. Gia đình của Bin và Bè, chủ đề đó là chủ đề mẹo vặt. Các con muốn ba hay mẹ trả lời? À, thưa chú là con muốn ba. Các con muốn ba thì bấm chọn cho ba. Câu hỏi như sau. Vỏ của loại trái cây nào sau đây có tác dụng trị mụn? A. Me. B. Bơ. C. ớt. D. Sầu riêng. 10 giây bắt đầu. Xin chọn là câu B là bơ. Câu B là bơ. Và đây là đáp án chính xác. Chúc mừng. Chúng ta dùng mặt trong của quả bơ, sau đó thoa nhẹ nhàng lên da mặt theo chiều vòng tròn. Để trong khoảng 20 đến 30 phút, sau đó rửa lại bằng nước lạnh. Cách thực hiện này tuy đơn giản, nhưng nó lại có hiệu quả rất tốt cho làn da của mình. Như vậy là nhà mình cũng có được 10 điểm từ câu trả lời của anh. Gia đình của Gia Khánh và anh Khôi, hai con xem chủ đề nha. Đó là chủ đề âm thanh. Các con muốn ba hay mẹ trả lời đây? Ba hay mẹ? Mẹ có giọng cao. Hồi nãy mẹ trả lời rồi đó. Hay giờ mình để cho ba thử coi sao? Dạ con chọn ba. Bấm nút chọn ba. Câu hỏi chủ đề âm thanh. Hệ thống loa gồm hai loa vệ tinh và một loa bass, gọi là hệ thống loa gì? A. 2.1. B. 3.1. C. 4.1. D. 5.1. 10 giây bắt đầu. Chọn là 2.1. Đáp án A, 2.1 là đáp án chính xác. Chúc mừng. Nhà mình ghi được 10 điểm trong câu hỏi này. Trở lại với gia đình của Bin và Pe. Chủ đề dành cho chúng ta đó là chủ đề gia đình. Chủ đề gia đình chắc có lẽ là sẽ liên quan tới tất cả những thành viên trong nhà của chúng ta. Hãy nghe các bé nói về chủ đề này nhé. Mẹ con ghét nhất á là cái tật ba con cứ nằm lên giường này mà không xin phép mẹ. Bởi vì mẹ đang nằm, mẹ trừng mắt nhìn ba. Thấy ba Nhật nằm dưới giường này là mẹ cứ cầm cây voi quất ba.
giống vậy nè. Cuối cùng ba cũng chừa và nói là anh xin chừa mà đừng quất anh nữa, anh xin chừa. Mỗi lần mẹ đánh ba thì ba lại cười càng đánh càng tươi tươi, càng đánh càng tươi lên, tới nỗi ba cười tới nỗi đau quay hàm luôn. Và trong lúc đau quay hàm á thì mẹ đánh một đòn chí mạng khiến ba nói là anh xin chừa. Không ngờ chị nhà mình cũng bạo lực quá anh ha. Ủa mà cái lý do gì mà... Ủa? Sao hai cô chú bên đây, chú bên đây bị cô quánh đòn mà sao hai con vui quá vậy? Giống như là mẹ đang dạy con nghe. Ủa rồi còn bé nói là mẹ tung ra một cái đòn chí mạng á. Là đòn gì vậy? Cái đòn mà hạ đối phương gục ngã luôn á. Là đòn gì ạ? Thì kêu hoài ông đi quýnh mạnh cho đi. Ba mẹ giỡn thôi nha con nha. À, chứ không phải là thiệt vậy nha. Hai con sẽ chọn ai đây? Dạ mẹ. Bấm nút chọn mẹ. Cô bé rừng xanh trong bộ phim The Jungle Book 2016 được nuôi dạy bởi gia đình loài vật nào? A. Chó sói. B. Cáo. C. Sư tử. D. Khỉ. 10 giây bắt đầu. Dạ, mẹ chọn đáp án A, chó sói. Gì vậy? Chó sói. Câu trả lời chính xác. Được ha. Gia đình bên đây hai bé nè, có cảm tình với hai cô chú bên này. Tự nhiên hết mình luôn vậy đó. Chính xác, chúc mừng. Và câu trả lời này của chị đã mang về cho nhà mình 10 điểm. Tiếp theo, gia đình của Gia Khánh, anh Khôi. Chủ đề đó là chủ đề thể thao. Các con sẽ chọn ai? Ba hay mẹ? Dạ ba. Bấm nút chọn ba. Câu hỏi chủ đề thể thao. Người đầu tiên đã dạy bơi cho ngôi sao bơi lội Nguyễn Thị Ánh Viên là ai? A. Bố. B. Mẹ. C. Ông nội. D. Em trai. 10 giây bắt đầu. Ông nội biết gì mà ba ơi. Cái này mình không biết, mình chỉ đoán thôi. Mình chọn là bố. Anh Viên đã từng có đôi lần chia sẻ trên báo chí và trên các chương trình truyền hình về cái người đầu tiên đã dạy cho cô ấy bơi lội. Đó chính là ông nội. Bởi vì bố mẹ tất bật với công việc ruộng đồng, sợ anh Viên rơi xuống nước, cho nên ông nội đã sớm dạy cho cô cháu nhỏ của mình. Sau đó thì nhờ vào sự tập luyện miệt mài cũng như những yếu tố hình thể đặc biệt như khả năng nổi nước lâu hơn người thường và sải tay tới 1m93, anh Viên đã trở thành một hiện tượng trong môn thể thao này. Rất tiếc là nhà mình đã không ghi được điểm trong câu hỏi này. Trở lại với gia đình của Bin và Bé, chủ đề đó là chủ đề truyền hình. Hãy nghe hai bé Bin và Bé nói về chủ đề này nha. Đây là chiếc TV của nhà con. Tuy nó nhìn cũng bình thường lắm, nhưng TV này đã chứa một bí mật của mẹ con. Có một buổi tối, con thấy mẹ con rất yên tĩnh, không biết mẹ làm gì. Lúc con mở cửa vô, con thấy mẹ đang coi phim hoàng. Rồi cùng lúc đó với một cảnh phim hoàng là một anh rất đẹp trai. Và lúc con nói là hỏi mẹ là mẹ đang coi phim gì vậy, mẹ con cứ nói là thật ra đang cảnh hay mà. Và cũng có một bậc bí mà con nói cho mọi người nghe, nhưng cũng phải đừng nói cho ai biết nha. Rồi có lần ba con đã đóng và khóa cửa vô trong phòng này, dặn tivi nhỏ hơn bình thường để coi phim Các Cô Người Mẫu. Ghê chưa. Ghê chưa. Ai nói con nít là không biết gì đâu. Ghê chưa. Bây giờ anh thấy ghê chưa? Quá ghê.
Bây giờ hai con sẽ chọn ba mẹ đây. Con chọn ba. Bấm nút cho ba. Câu hỏi chủ đề truyền hình. Bộ phim Hàn Quốc nào kể về hành trình cải trang thành nam giới của một cô gái trẻ với ước mong được học và kiếm tiền nuôi sống gia đình? A. Hoàng hậu Ki. B. Nàng đi chăn cung. C. Chuyện tình nở Sung Kim Wan. D. Hoàng cung. 10 giây bắt đầu. Mình chọn C. Đáp án C. Chuyện tình ở Sung Kim Wan. Hai đứa con có biết phim này không? Dạ, dạ biết. Các con coi chưa? Dạ, dạ con coi con... với mẹ. Em. Ồ, coi em coi hết tập rồi. Ồ, coi hết luôn hả? Hồi nãy nếu như mà các con chọn mẹ đó thì chắc là sẽ dễ dàng hơn. Rồi giờ hỏi mẹ thêm câu này đó. Giờ ông xã chị chọn đáp án C đó. Theo chị là đúng hay không? Dạ đúng ạ. Đúng hả? Chị xem phim này chưa? Dạ rồi. À, xem rồi. Đây là đáp án chính xác. Xin chúc mừng. Yeah! Và anh đã mang về cho nhà mình 10 điểm. Kết thúc vòng 1, gia đình của Gia Khánh và anh Khôi được 20 điểm. Gia đình của bé Pin và bé Be được 30 điểm. Chúng ta vẫn còn cơ hội ở vòng 2 anh chị nha. Và vòng 2 sẽ đến với quý vị khán giả trong ít phút nữa. Con biết tốt, một sân chơi tương tác giữa các con với chính bố mẹ của mình. Những chia sẻ hài hước, ngộ nghĩnh và đầy bất ngờ của con trẻ sẽ hé lộ những bí mật của các ông bố bà mẹ. Truy cập website www.songvangproduction.com.vn để đăng ký tham gia chương trình, hoặc email về địa chỉ conbiettot@gmail.com hoặc gọi đến hotline 0979 493 293 để được hướng dẫn thông tin chi tiết hơn. Con biết tốt luôn chào đón tất cả các gia đình trên mọi miền tổ quốc. Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình Con Biết Tuốt, và đây là vòng thi thứ 2. Ở vòng 2 thì mỗi câu hỏi sẽ có 2 chủ đề. Các con thích ba mẹ trả lời chủ đề nào thì cứ bấm nút chọn chủ đề đó ha. 2 chủ đề dành cho nhà Pin và Be đó là mỹ phẩm, kiến trúc. Chúng ta hãy nghe hai bé nói về những chủ đề này. Đời, bởi vì con không hôn được mẹ con. Bởi vì con rất thích hôn mẹ con. Mỗi buổi tối con phải hỏi mẹ, mẹ có bôi kem chưa thì con mới được hôn. Nếu mẹ nói có thì con không được, nếu mẹ nói không thì con được. Cho nên vì thế con mới ghét nó. Con gọi đây là hũ kem chi kết tình mẹ con. Gì mà nặng nề vậy con? Gì mà hủ kem chi cắt tình mẹ con? Thì giờ sau khi mẹ quẹt kem xong, mẹ quay qua mẹ ôm, mẹ hôn con cũng được vậy. Giờ hai con chọn chủ đề nào đây? À, thưa chú, con chọn chủ đề mỹ phẩm. Vậy thì bấm nút mỹ phẩm. Ở vòng thi này thì các anh chị được quyền hội ý cùng với nhau để đưa ra câu trả lời nha. Ký hiệu SPF thường được ghi trên loại kem nào sau đây? A. Kem trị mụn. B. Kem chống nắng. C. Kem trị sẹo. Và D. Kem trị nám. 10 giây bắt đầu. Dạ mẹ chọn B ạ, kem chống nắng. B. Kem chống nắng. Vậy chứ chị có biết cái ký hiệu SPF là cái gì, ý nghĩa gì hay không? Cái đó là cái chỉ số chống nắng, SPF 30, 40, 50 cộng. Là cao hay thấp, chống nắng nhiều hay ít đó. Dạ. Đáp án B, kem chống nắng là đáp án chính xác. Chúc mừng. Chữ SPF là viết tắt của chữ Sun Protection Factor, là chỉ số biểu thị mức độ chống nắng mà sản phẩm đó có thể phát huy. Chỉ số SPF càng cao thì khả năng bảo vệ càng lớn. Và nhà mình ghi được 10 điểm. Gia đình của bé Gia Khánh, anh Khôi, hai chủ đề đó là thiếu nhi và điện ảnh. Giờ các con sẽ chọn chủ đề nào? Từ từ. Chủ đề thiếu nhi.
chủ đề điện ảnh đi. Hiểu gì? Bấm nút chọn chủ đề điện ảnh. Diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc đã đóng vai gì trong bộ phim điện ảnh Cánh Đồng Bất Tận? A. Nương. B. Sương. C. Điền. D. Út Võ. 10 giây bắt đầu. À, câu này mình biết rằng cô đó tên là Nương. Tên Nương. Đáp án A. À, đúng không ạ? À? Đây là đáp án chính xác. Chúc mừng. Và nhà mình ghi được 10 điểm. Gia đình của Bin và Pe. Câu này chúng ta sẽ có tới 2 đáp án đúng để chúng ta lựa chọn nha. À, mình lựa chọn được đáp án đúng đầu tiên mình có 10 điểm. Và nếu như mình đi tiếp, mình chọn đúng mình sẽ có thêm 10 điểm. Nhưng mà nếu như mình chọn sai, mình sẽ mất đi 10 điểm mà mình đã có trước đó. Cho nên đi tiếp hay dừng lại là tùy anh chị. Hai chủ đề dành cho nhà chúng ta đó là cân nặng và âm nhạc. Giờ các con sẽ chọn chủ đề nào? Con thưa chú, con chọn chủ đề âm nhạc. Bấm nút chọn chủ đề âm nhạc. Bài hát nào của Việt Nam đã vang lên trong SEA Games 28 tại Singapore? A. Nắng ấm xa dần. B. Em của ngày hôm qua. C. Mình yêu nhau đi. D. Tôi cầu vồng và những ánh trăng. 10 giây bắt đầu. Bài của Sơn Tùng không? Dạ chọn câu D ạ. À. Câu tôi... D. Tôi cầu vồng và những ánh trăng. Thật ra cái bài này nghe cũng lạ tai quá. Đáp án D, tôi cầu vồng và những ánh trăng là đáp án không chính xác. Trong trận đấu gặp U23 Malaysia, các cầu thủ Việt Nam và khán giả tại sân Bishan bất ngờ và thích thú khi được nghe ca khúc Nắng ấm xa dần do Sơn Tùng MTV trình bày. Khi ánh viên về đích, ca khúc Mình yêu nhau đi do Bích Phương trình bày đã vang lên để chúc mừng chiến thắng cho cô gái vàng môn bơi Việt Nam. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án A và đáp án C. Tiếc là nhà mình đã ngay câu trả lời đầu tiên đã không chính xác cho nên không có được điểm trong câu hỏi này. Cơ hội dành cho gia đình của hai bé Kayla và King. Hai chủ đề dành cho chúng ta đó là chủ đề nữ công gia chánh và ẩm thực. Các con thích chủ đề nào hơn? Con thì con thích ẩm thực nhưng mà ẩm thực đi. Từ chọn nữ công gia chánh đi. Dạ. Chọn đi. Chọn gì nào? Các bé đã bấm nút chọn nữ công gia chánh. Nguyên liệu nào dùng để trị bỏng ớt khi ăn quá cay? A. Nước mắm. B. Sữa tươi. C. Dưa gang. D. Muối trắng. 10 giây bắt đầu. Đáp án đầu tiên gia đình mình chọn là sữa tươi. Sữa tươi, đáp án B. Đây là câu trả lời chính xác, chúc mừng anh. Nhà mình sẽ đi tiếp hay dừng lại? Dừng lại đi ba, dừng lại ơi. Dừng lại. Chọn dừng lại. Dừng lại. Chọn dừng lại. Đáp án còn lại anh chị nghĩ rằng là đáp án nào? Theo mình đó là chọn em mát là dưa gang. Anh chọn đáp án là dưa gang. Nhưng đáp án đúng còn lại của chúng ta là đáp án D, muối trắng. Chất casein có trong sữa tươi có tác dụng như chất trung hòa capsaicin, nguyên nhân gây nên hiện tượng bỏng rát của ớt. Vì vậy, bạn có thể chữa trị bỏng ớt bằng cách uống ít nhất 100ml sữa tươi. Hoặc bạn có thể ngậm ngay vài hạt muối, hoặc có thể dùng nước muối đặc súc miệng sẽ giảm ngay hiện tượng bỏng rát khó chịu do bỏng ớt gây ra. Anh chị đã quyết định dừng lại. Trả lời đúng được một đáp án, mang về cho mình 10 điểm. Như vậy bây giờ là hai gia đình có điểm số ngang bằng nhau. Và câu hỏi cuối cùng này sẽ là câu quyết định. Câu này chúng ta sẽ có 3 đáp án đúng để các anh chị lựa chọn nha. Bin và Bé, hãy coi chủ đề dành cho chúng ta đó là gì nào. Ngôn ngữ và động vật. Các con thích chủ đề nào hơn? Động vật. Các con nghĩ rằng ba mẹ sẽ trả lời chủ đề nào tốt hơn? Thưa chú, con chọn chủ đề động vật. Bấm nút chọn chủ đề động vật. Và đây là câu hỏi. Đặc điểm nào sau đây thuộc về loài ngựa? A. Tai rất thính. B. Ngủ trong tư thế đứng ba chân. C. Nhìn được cả ngày lẫn đêm. D.
phân biệt được tất cả màu sắc. 10 giây bắt đầu. Thời gian đã hết. Đáp án đầu tiên của nhà mình là gì ạ? Tai rất thính. Tai rất thính, đáp án A. Đây là đáp án chính xác, chúc mừng. Nhà mình sẽ đi tiếp hay dừng lại đây? Đi tiếp ạ. Đi tiếp, đáp án thứ hai là gì? Nhìn được cả ngày lẫn đêm. Đáp án C, nhìn được cả ngày lẫn đêm. Mình thấy nhiều khi hoặc là mình coi trong phim, có những mà kỵ sĩ cưỡi ngựa, cưỡi ban ngày không nói làm gì, nhưng mà nhiều khi họ cũng cưỡi vào ban đêm, đúng không? Đây là đáp án chính xác, chúc mừng. Còn một đáp án cuối cùng nữa thôi, giờ quyết định đi anh chị, đi tiếp hay dừng lại? Hai câu còn lại thì không có chính xác lắm thôi, xin dừng lại. À, như vậy là anh chị quyết định dừng lại. Dừng lại. Đáp án còn lại của chúng ta là đáp án B, ngủ trong tư thế đứng ba chân. Như vậy là gia đình chúng ta mang về cho mình được 20 điểm. Bên đây nhà mình vẫn còn cơ hội nha. Nếu anh chị mà lựa chọn đúng cả ba đáp án thì chúng ta sẽ chiến thắng. Hai chủ đề dành cho nhà mình đó là sức khỏe và thiên văn học. Mời quý vị nghe hai bé nói về những chủ đề này. Ba con rất là nóng tính. Có một lần con làm bài điểm kém mà ở lớp ai cũng làm bài điểm cao hơn con hết. Cái về con thấy ba giận quá nên con chạy vô phòng vệ sinh, con chốt cửa lại. Thì con tính là ở trong chổng một chút sau thì để cho ba nguôi giận. Ngờ, ai mà ngờ là ra thì ba đã nguôi giận rồi. Thì con đã có một cái kết luận, đó chính là ba con là người rất là dễ nóng tính nhưng mà rất là dễ nguôi nguội. Khi ba nóng tính, ba thường sách chổi ruột con chạy vòng vòng làm con chạy rất là mỏi chân. Lúc đó là con không có sợ bị quánh đau mà sợ mỏi chân thôi đó hả? Hai con sẽ chọn chủ đề nào? Dạ con chọn thiên văn học. Thiên văn học, bấm nút. Hành tinh nào trong hệ mặt trời sau đây có đường kính lớn hơn trái đất? A sao Thổ, B sao Thiên Vương, C sao Kim, D sao Hải Vương. 10 giây bắt đầu. Sao Kim là lớn. Đáp án đầu tiên là sao Thổ. Đáp án đầu tiên sao Thổ, đáp án A. Đây là câu trả lời chính xác, chúc mừng anh. Nhà mình sẽ đi tiếp chứ ạ? Đi tiếp anh. Đi tiếp. Đáp án tiếp theo là gì? Tiếp theo là sao Thiên Vương. Đáp án B, sao Thiên Vương. Đây là đáp án chính xác, chúc mừng. Bây giờ còn một đáp án nữa mà thôi. Anh chị nghĩ như thế nào ạ? Mình sẽ chọn đi tiếp anh Nghĩa. Đi tiếp. Có một phương pháp loại trừ là sao Kim, nó là sao Mai, sao Hôm của mình. Trọng lượng nó lớn hơn trái đất nhưng mà đường kính nó sẽ nhỏ hơn trái đất. Mình chọn sao Hải Vương. Anh chọn đáp án D, sao Hải Vương. Đường kính của trái đất thì chỉ có 12.742 km mà thôi. Đường kính của sao Thổ là 116.464 km. Sao Thiên Vương đường kính là 50.724 km. Và sao Hải Vương, đây là câu trả lời chính xác, chúc mừng. Thưa quý vị, đường kính của sao Hải Vương là 49.244 km, trong khi đường kính sao Kim chỉ có 12.104 km, tức là vẫn là nhỏ hơn so với đường kính của trái đất. Như vậy là gia đình của bé Gia Khánh, anh Khôi ghi được trọn vẹn 30 điểm. Rất là hồi hộp phải không ạ? Ôi 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 bé ơi bé. Ôi Bin, ôm em đi nè con. Ôm em đi, ôm em đi nè. Rồi. Không sao hết con ơi. Nhà mình đã rất là giỏi rồi. Nhà mình còn có quà mà. Không sao hết. Không sao hết nha. Bé ơi, mình sẽ có một cái món quà trị giá 3 triệu đồng dành tặng cho hai anh em nha. Bây giờ mình coi thử đó là quà gì nè. Mô hình Batman và máy bay điều khiển từ xa. Thôi giờ cho phép bé lựa chọn á, con thích quà gì?
máy bay hay là mô hình? Rồi, bé Bé đã quyết định lựa chọn mô hình Batman. Cảm ơn anh chị cùng với hai bé đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ gặp lại gia đình của Gia Khánh, anh Khôi sau ít phút nữa tại vòng 3 của Con Biết Tuốt. Con Biết Tuốt, một sân chơi tương tác giữa các con với chính bố mẹ của mình. Những chia sẻ hài hước, ngộ nghĩnh và đầy bất ngờ của con trẻ sẽ hé lộ những bí mật của các ông bố bà mẹ. Truy cập website www.songvangproduction.com.vn để đăng ký tham gia chương trình, hoặc email về địa chỉ conbiettuot@gmail.com, hoặc gọi đến hotline 0979 493 293 để được hướng dẫn thông tin chi tiết hơn. Con Biết Tuốt luôn chào đón tất cả các gia đình trên mọi miền tổ quốc. Thưa quý vị khán giả, chúng ta đang ở vòng 3 của chương trình Con Biết Tuốt cùng gia đình bé Gia Khánh và bé Anh Khôi. Chúng ta có những câu hỏi mà chương trình đặt ra phải vượt qua. Nếu như mình trả lời đúng thì mình sẽ lên từng cấp bậc một cho đến cái món quà bự kia. Đầu tiên nha, cấp 1 ở đây phải trả lời được 2 câu hỏi cái đã. Muốn lên được cấp này mình sẽ trả lời đúng 3 câu. Ở đây sẽ là 4 câu, ở đây sẽ là 5 câu, và cuối cùng phải trả lời được 6 câu thì phần quà này mới thuộc về gia đình chúng ta. Đó là gì đây? Mở ra xem nha. Hấp dẫn lắm. Đó chính là một chuyến đi du lịch đến Vương quốc Thái Lan. Trị giá 60 triệu đồng. Nhưng mà để lên được tới đó đó, ba mẹ con phải trả lời đúng rất nhiều câu hỏi. Các con phải hỗ trợ ba mẹ bằng cách là đổi qua lấy thời gian. Món quà cấp 1 này các con đổi được 5 giây cho ba mẹ. Cấp 2 10 giây, cấp 3 15 giây, cấp 4 là 20 giây. Bây giờ thì Khôi với Khánh đến đây. Chúng ta sẽ có 180 giây. Thời gian bắt đầu. Ở Hàn Quốc, món kem tuyết siro đá bào có tên gọi là gì? Bingsu. Chính xác. Sóng wifi truyền và phát tín hiệu ở tần số nào? 80... Chưa đúng. Bỏ qua. Tượng đồng thiếu nữ cài lược là của nhà điêu khắc nào? Bỏ qua. Phần lớn các loài cây không thể quang hợp nếu thiếu yếu tố nào? Ánh sáng. Chính xác, chúc mừng. Lên cấp 1 điền các con. Phần quà cấp 1 này trị giá 3 triệu đồng. Khánh ơi, khui quà của con nào. Một đôi giày patin. Hộp quà của Khôi có gì? Một máy đọc sách điện tử. Hai con sẽ chọn quà nào đây? Chắc cần chọn máy đọc sách điện tử. Vậy thì đóng hộp quà bên đây lại. Có cái máy đọc sách điện tử này, các con sẽ lưu vào trong đó rất nhiều những cái truyện hay, rất nhiều những cuốn sách có ý nghĩa, và các con sẽ đọc từ từ với nó ha. Bây giờ mình phải trả lời đúng được 3 câu hỏi thì các bé mới được lên cấp bậc thứ 2. Chúng ta còn 161 giây. Thời gian bắt đầu. Thái Dương Hệ được hình thành cách đây bao nhiêu tỷ năm? Bỏ qua. Quần thể di tích cố đô Huế được UNESCO công nhận là di sản văn hóa của nhân loại vào năm nào? 2003. Chưa đúng. 2001. Chưa đúng. 2006. Chưa đúng. Bỏ qua. Khu kinh tế Dung Quốc nằm ở tỉnh nào nước ta? Quảng Ngãi. Chính xác. Ai đã đặt cho nữ sĩ Hồ Xuân Hương là bà chúa Thôn Nôm? Bỏ qua. Để đo áp suất khí quyển, người ta dùng dụng cụ gì? Đồng hồ áp phê. Chưa đúng. Bỏ qua. Trong vật lý, một không gian không chứa vật chất được gọi là gì? Bỏ qua. Ngạc ngư là tên gọi xưa của loài vật nào? Cá sấu. Chính xác. Phu nhân Tổng thống Mỹ Barack Obama tên gì? Michelle. Chính xác, chúc mừng. Mời hai con tiến lên cấp bậc thứ 2. Phần quà cấp bậc thứ 2 này trị giá 7 triệu đồng. Mời con mở quà. Bộ lắp ráp ngôi nhà búp bê. Và hộp quà của Khôi. Một chiếc xe đạp thể thao. Hai con thích gì đây? Dạ, anh chọn xe đạp thể thao. Đồng ý không Khôi? Đồng ý. Đóng hộp quà bên đây lại. Không biết chạy được không? Con chiếc xe này hai chị em chở nhau đi chơi nha. Lên được cấp bậc thứ 3 thì ba mẹ các con sẽ phải trả lời đúng được 4 câu hỏi.
Chúng ta còn 118 giây. Bắt đầu. Máy bay đường dài thường bay ở tầng khí quyển nào? Đối lưu. Chưa đúng. Bỏ qua. Nước nào có diện tích lớn nhất châu Phi? Nigeria. Chưa đúng. Nam Phi. Chưa đúng. Bỏ qua. Bò cạp trong đông y còn có tên gọi là gì? Bỏ qua. Cây nào được xem là loài thực vật thân cỏ lớn nhất? Cây xương rồng. Chưa đúng. Bỏ qua. Tháng 7 có bao nhiêu ngày? 30. Chưa đúng. 31. Chính xác. Thành viên nam trong nhóm nhạc The Carpenter tên là gì? Bỏ qua. Hồ Tả Vọng là tên gọi khác của hồ gì? Hồ Hoàn Kiếm. Chính xác. Một năm có nhiều nhất bao nhiêu ngày chủ nhật? 16. Chưa đúng. Bỏ qua. Ai là cầu thủ Brazil đầu tiên nhập quốc tịch Việt Nam? Rivaldo. Chưa đúng. Bỏ qua. Ai là đạo diễn phim điện ảnh Việt Nam Phan Cuồng? Bỏ qua. Loài hoa nào được mệnh danh là vua của các loài hoa? Hoa hồng. Chưa đúng. Bỏ qua. Thành phố nào đông dân nhất thế giới hiện nay? Ấn Độ. Chưa đúng. Macau. Chưa đúng. Monaco. Chưa đúng. Hồng Kông. Chưa đúng. Bỏ qua. Theo cách tính giờ của người xưa, canh 1 là từ 19 giờ đến mấy giờ? 19 giờ đến 21 giờ. Chính xác. Vịnh Thái Lan nằm ở vùng biển nào? Biển Đông. Chính xác, chúc mừng. Mời các con tiến lên cấp bậc thứ 3. Phần quà ở cấp 3 này trị giá 15 triệu đồng. Con ơi, mở quà đi con. Một khóa học Anh văn giao tiếp trẻ em. Phần quà bên đây là gì? Một máy tập chạy bộ. Con chọn máy tập chạy bộ. Con tập hay là ai tập? Dạ, cả nhà ăn tập. Cả nhà tập, nhưng mà chú nghĩ là em con không cần phải tập đâu. Đóng hộp quà bên đây lại. Hay quá. Lên được các bậc tiếp theo thì ba mẹ các con sẽ phải trả lời đúng 5 câu. Nhưng mà bây giờ thời gian chỉ còn có 32 giây thôi. Các con có muốn đổi quà? Dạ không. Dạ không. Sao vậy? Dạ thôi, con không đổi. Nhưng mà giờ không đổi làm sao đủ giờ cho ba mẹ trả lời tiếp? Ba mẹ con trả lời không được thì thôi. Không được thôi, làm sao mình có cơ hội mình lấy cái phần quà ở cấp kia giá trị hơn nữa. Dạ thì... dạ thôi, không sao hết chứ. Không sao hết chứ, miễn sao con có quà là được rồi. Ừ. Mình còn 32 giây cố nha. Mấy bé nhất quyết không đổi. 32 giây bắt đầu. Nhà văn nào là tác giả của truyện ngắn Vợ Nhặt? Kim Lân. Chính xác. Thủ đô của New Zealand là gì? Auckland. Thành phố nào của nước Mỹ được gọi là kinh đô xe hơi? Auckland. Bối cảnh câu chuyện tình Romeo và Juliet là ở thành phố nào nước Ý? Ý. Verona. Chính xác. Quán quân chương trình truyền hình Việt Nam Next Top Model 2015 là ai? Lan Khoa. Chưa đúng. Auckland. Lý Mười Thương là bài dân ca của miền nào nước ta? Bắc. Trung. Đúng. Miền Trung. Chính xác. Thủ tướng Đức hiện nay tên là gì? Merkel. Trời ơi, anh nói đúng luôn đó, nhưng mà tiếc quá là không kịp giờ. Các con nè, đến đây. Cảm ơn ba mẹ nữa nha. Thưa quý vị khán giả, chương trình Con Biết Tôi hôm nay đến đây xin được phép tạm dừng. Chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện. Và quý vị khán giả muốn trở thành người chơi của chương trình, hãy truy cập vào trang web www.songvangproduction.com.vn để đăng ký tham gia nha. Hẹn gặp lại quý vị khán giả vào tuần sau. Xin chào.